cu được lợn bao nhiêu? Được 100 bao nhiêu? 100 linh mấy? 104. 104 là 104 tuổi. Mẹ đẻ của ba sư phụ mình nhá. Mẹ đẻ sư phụ mình 104 tuổi nhá. Hôm nay mất. Các con hương về. Này có bác ở Phai Món bác làm thêm đấy. Bạn của bà cha mình nhá. Cha mình là cái nó đang nhậu. Chào em nhá, hôm nay chị lại về Khánh Kỳ. Về đám bà cụ nhá, 104 tuổi. Còn nhiều bạn bà cha chưa về. Có một nữ ở ngoài sân nhá. Mẹ đẻ của bà sư phụ chị nhá em ơi. 104 tay rồi này mà. Không thấy đâu. Đây 104 tuổi. Khẩu trai, hôm nay văn này nó khẩu trai nào? Xin mời. Khẩu trai ba. Khẩu trai bố mình ta cứ nói cần nha, cần mưa phần nữa nha. Tôi mai có người chồng trên hàng ngày. Mất là mấy chồng. Mùng 4 ra đồng tôi vào ra đồng bà. Mẹ chồng thiên hằng. Thiên hằng là bà cha Khánh Kỳ mình nhá. Mẹ chồng Thiên Hằng được 104 tuổi. Đây là ở nhà bác. Đây là ở nhà bác cả nhá. Con nhà con trai cả đây, bác cả đây. Bà tên là từ nhà bố mi là nhà bác quay con dù này nè. Ở nhà bác tập bài hết con trai cả. Bà thì quên rồi nè mà vậy. Chị cả. Chị cả chị gái. Em ấy chào 57 người nhá. Hôm nay về chia buồn mẹ cha Thiên Hằng nhá, bà sư phụ mình nhá. Hôm nay mẹ chồng cha mình mất. Cô Phan bỏng ở đây các con ạ. Cô gần đây không phạt. Không phạt. Chào 66 người đang xem nhé. Bà là cũng là bà mẹ Việt Nam anh hùng à, bà liệt sĩ. Đây mẹ chồng của cha mình là liệt sĩ nhé mọi người. Mẹ của liệt sĩ. Mẹ của liệt sĩ. Thọ đấy cao tuổi lắm. Thầy kỳ chồng đi. Ông với chồng đi. Con trai. Bây giờ là mẹ liệt sĩ nhé mọi người ơi, 104 tuổi nhá. Thầy đã chuẩn bị nghi lễ. Chào 74 người đang xem nhá. Mẹ liệt sĩ nhá. Đây là bạn của cha. Đằng sau này. Đây. Bà Thiên tranh thủ một chút thời gian về cùng chia buồn cùng cha mình.
Công việc là rất là bận nhưng mà bác cũng cố đến. Không ai muốn có ngày hôm nay với chia sẻ với chúng tôi. Rồi ai qua cầu này một lần nữa. Chắc cũng còn phải chắc. Đấy là cha còn theo. Bà thầy mình nhá, bà cố thầy. Lên thì đấy nhá. Mẹ chồng của bà thầy mình là mẹ liệt sĩ nhá. 104 tuổi. Chào 82 người đang xem. Đây, đông cái chén này. Sau này. Đây các ông thầy chuẩn bị làm lễ. Sáng 4 đưa. Đây nông. Thầy Tào nông nhá. Nà, à cà phê kính của mình ạ. Đây, xong phút. Em tối mới về được chị ơi. À, bà. Chị à? Mai mới có cây tiền nhiều. Mai mới có hôm nay là chai, có ít thôi. Khẩu chai à? Khẩu chai hôm nay. Văn này là đi lễ dân tộc Nùng. Tức là phục văn tộc ở trong đây. Cái này cũng phải hạt trái. Hạt trái quá. Dù này đi không, không đảm mà. Bà đàn đảm. Mì lá nữa bà. Không biết ôi nha. Chị ạ, không biết đâu không được bác nữa nè. Ôi được bà. Được có. Bà chị dâu cả đi. Chị dâu cả. Bà thọ hơn 100 tuổi. Vâng, bà được 104 tuổi, 104 tuổi nhá. Chị ơi. Thêm phúc. Này mẹ chồng của Thiên Hằng nhá, 104 tuổi, bà liệt sĩ nhá. Bà thượng thọ lắm nhá. Các con thấy tạo ra đẹp mạnh chẳng biết chẳng nổ thì lâu lâu làm mình mới đủ không đủ ánh sáng. Bà được 104 tuổi nhá chị. Bà liệt sĩ.
Mẹ chồng bà Thiên Hằng, sư phụ mình nha. Trăm linh tư, thanh tuổi. Ôi bà nè, ôi bà con này nè. Mà chúng ta lấy phúc để lo ăn nhỉ? Chẳng thứ gì thì đéo. Chính là nào? Vâng, mẹ mẹ chồng Thiên Hằng nhá, cha mình cảm ơn em nhiều nhá. Chào mọi người nha. Thank you.
Chào mọi người nhé, hôm nay vì mẹ chồng Ken Hằng mất. Vì chị buồn buồn mà. Xin chia buồn cùng chị Thiên Hằng. Vâng, em cảm ơn chị nha. Là mẹ liệt sĩ 104 tuổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.